Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video này mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người những vị tướng mà bên phía Liên Quân Mobile hiện tại đang sở hữu nhưng không có mặt ở trong Vương Giả Vinh Diệu. Mặc dù Vương Giả Vinh Diệu được coi là bản gốc của Liên Quân Mobile, nhưng thực chất ra ở bên Liên Quân Mobile vẫn có những vị tướng mà do Garena tự sáng tạo ra, tự làm ra. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại những cái vị tướng đấy để cho mọi người biết, và mọi người sẽ không thắc mắc là những cái vị tướng nào không có ở trong Vương Giả Vinh Diệu hay là những cái vị tướng nào ở bên Liên Quân Mobile có ở bên Vương Giả Vinh Diệu hay không. Những vị tướng mà mình tổng hợp ở trong video này thì hiện tại ở bên Vương Giả Vinh Diệu là không có, và những cái vị tướng mà không có trong video này có nghĩa là nó có bộ chiêu thức giống từ 50 tới 100%. À, thực ra không phải 100%, nhưng có nghĩa là nó giống. Và mình cũng sẽ bật mí cho mọi người một cái điều mà mình dự đoán khá là cao về cái lần hợp tác giữa Liên Quân Mobile và Hero of King trong AWC 2022, là tất cả những vị tướng trong video này khả năng rất là cao sẽ không xuất hiện ở trong giải đấu đó. Và đấy chỉ là dự đoán của mình nha, nhưng mà khả năng cao là sẽ như vậy đấy. Còn bây giờ thì chúng ta đi bắt đầu liệt kê thôi. Let's go.
上头了。